chợ mới xảy ra chuyện rồi. Theo tôi về đi. Chị đã giao chợ mới cho anh thì anh phải tự giải quyết. Chỉ có ông nội mới có thể giải quyết thôi. Về đi. Vì tôi. Tôi đã theo ông Sáu xuống đây, có nghĩa là tôi sẽ ở lại giúp bà con chợ mới. Trong giai đoạn này phải no cái bụng mới giải quyết được mọi việc. Tất cả thực phẩm, nguyên liệu gì cứ tập trung về xóm chùa. Đích thân tôi sẽ tận tay giao cho bà con. Ai có công thì góp công, ai có của thì góp của. Tụi em thấy xóm chùa mình làm từ thiện hay quá, muốn xin làm tình nguyện viên được không? Này tên gì? Quy Long. Quy Long, này Thấp Bất à, mọi người hãy giúp sức cùng ông nội, chung tay cùng chợ mới. Đừng để bà con tiểu thương mình bị bỏ lại phía sau. Hậu giá bà chế. Bà chế mà nổi cho mày, buông tao ra cái giỡn. Ông nội còn nhớ chỗ này không? Thầy có. Gặp lại mày, tao mừng quá. Chạy nữa đi. Tôi bắt kiến. Tao mà còn sống cỡ nào tao cũng quành lại tao lấy mạng chó mày. Ông nội, mày lo tao ra đủ rồi. Nó lớn chuyện của tao rồi. Thay đổi nhiều quá. Cuộc đời mà, đâu ai biết trước ngày mai. Lúc đứng trên cầu này, tao là người khác. Nhảy xuống dưới, tao trở thành người khác. Mày thấy đó, ngon lành. Mày sống tốt như vậy, tao bớt bất an rồi. Đi, đi về nhà đi. Vậy là mày coi tao chết rồi hả? Mười năm, không phải mười ngày. Xã đoàn còn thay đổi, huống chi là mày. Còn 10 năm với tao là cơ hội, là đổi đời, là may mắn. Ừ. Nhưng sao mày còn sống, mày không cho tao hay. Mày không muốn về nhà thì mày nói tao sẽ tới thăm mày. Mày muốn biết lắm đúng không? Nhưng mà
cho mày biết sớm rồi. Còn gì nữa đâu vui. Vô đi. Tôi đi, dù sao tôi cũng ở tù 10 năm rồi. Tôi tu rồi. Nó không nhận ra tao lại luôn thấy chưa. Mà nhận ra mày. Nhớ không? Tại có nè. Nhớ chưa? Nhớ lúc trước, trước khi từ cái cầu này nhảy xuống, tao nói mày câu gì không? Tao nói nếu mà tao còn sống, tao sẽ quanh lại tao lấy cái mạng chó của mày. Tài có. À không, anh Tài ơi. Tha cho em đi anh Tài ơi. Tha cho em đi anh Tài. Từ. Tha cho em đi anh Tài. Yên tâm. Tài ơi, mà bảo khóa an toàn chưa? Anh Tài ơi. Bình tĩnh. Không có gì phải sợ. Ok. Quay qua đây nhìn ông nội. Nhìn ông nội. Đúng rồi. Hơi lớn. Thôi đừng mẹ mày. Hết đầu. Cái đứa muốn mình chết. Nhưng mà mình không chết. Mình quanh lại mình ban cái chết cho nó. Quá hạnh phúc. Ông nội, mày thấy sao? Vui không? How do you feel? Nói tao trả thù được hai đứa mình rồi đó. Mày kêu tao ra đây không phải là vì chuyện này đúng không? Đúng vậy. Giờ tới chuyện của tao với mày. Chuyện gì? Từ từ. Đừng có gấp. Đâu gì đâu gấp. Mày cũng biết rồi, tao xa nhà 10 năm rồi. Giờ tao cảm thấy nhớ nhà. Tao muốn về nhà. Tao muốn được về sớm chùa, về chợ mới, nơi tao mày lớn lên. Mày đừng quên, ở đó cũng có bài vị ba má tao, đúng không? Đó không phải là mục đích của mày. Nếu mày muốn thăm sớm chùa, mày đã về sớm chùa. Mày kêu tao ra đây để tao chứng kiến cho tao sợ, đúng không? Hay quá bạn già ơi. Bao nhiêu năm không gặp mà mày vẫn giữ được cái đầu nhanh nhạy. À. Dẹp. Mày muốn gì? Ok. Mày đã hỏi, tao trả lời luôn. Tao muốn được về làm ăn ở khu chợ mới. Dĩ nhiên là tao biết không bao giờ mày đồng ý. Cho nên thôi giờ vậy, tao sẽ mua lại toàn bộ khu đất chợ mới. Ok không?
Mày nghĩ tao bán? Muốn làm ăn lớn thì tham vọng phải lớn chứ thằng già. Tao sợ tham vọng của mày không mua nổi sớm chùa. Được chứ, mày cứ làm theo tao được chứ. À, sớm chùa của mày, chợ mới cũng có tên mày trong đó đó. Bán hết để cho tao đi, tao làm tới công chuyện cho mày coi. Cuối cùng mày cũng muốn lấy sớm chùa của tao. Ủa, tao với mày là bạn, bạn bè chia sẻ quyền lợi cho nhau thì tình bạn mới trở lại đẹp như xưa chứ. Mày không còn là tài có ngày xưa, tao với mày không còn là bạn bè. Dừng lại ở đây đi. Không những cái đầu mày nhanh nhạy mà nó còn lạnh như xưa nữa. Nhưng mà mày không phải là người thức thời. Cái mối làm ăn bự vậy ai bỏ qua. Đừng có vậy, nghe lời tao, rồi mày sẽ có rất là nhiều tiền. Nhiều tiền để làm cái gì? Tao không cần tiền. Bây giờ tao sống an nhàn lắm. Một ngày 3 bữa cơm là đủ. Tao là bạn của mày. Người mày cần là tao, mày hiểu chưa? Sai rồi. Bây giờ mày mới là cái người cần tao. Sớm chùa là của tao, quyền quyết định trong tay tao. Tao không bán. Dừng lại. Về suy nghĩ kỹ những lời tao nói. Không cần phải quyết định quá vội vã. Tao chờ câu trả lời được. Nhưng mà đừng để tao chờ lâu quá. Mày về sớm chùa, thắp nhang cho ba má mày đi. Trên da là vết sẹo in hằn, luôn nhắc tôi về những chuyện buồn vui của một thời tung hoành. Phải có những lúc vấp ngã rồi đứng lên, mình mới biết còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Anh em ta vì nhau chẳng mưu cầu, dù mùa hội rơi hay là đổ máu, tình nghĩa mình đặt trên đời. Chẳng thể nào bị khuất phục trước mọi thế lực, mình không được ngã gục. Cuộc chơi nhiều sóng gió, đôi khi vào thế khó, bạn ơi đừng lo, vì bên cạnh bạn luôn có tôi. Kề vai đi. Uống nước đi nội. Nội, hồi nãy em nghĩ tới cái cảnh ba đứa mình bị bắn chết rồi quăng xác xuống sông luôn á. Nó là bạn tao, nó quậy tao thôi, nó không dám đụng nó hai đứa bay đâu. Đừng lo. Lo gì đâu nội ơi, lo cho nội thôi. Chứ em thấy là ông làm thiệt đó. Tao cũng thấy thiệt lắm. Hay là bây giờ nội theo hai đứa em về nghỉ đường đi. Nội ở đây một mình nguy hiểm lắm. Mày điên hả mày? Mày nghĩ sao tự nhiên giờ tao qua An nghỉ đường tao ở? Anh em coi tao ra gì? Sớm chùa là nhà của tao. Dạ lại nó cũng lớn lên từ sớm chùa. Bà dị ba má nó còn ở đây nè, nó không dám quậy đâu. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cẩn thận. Giờ nội tính sao? Tính sao là tính sao?
Tao đâu có cần tiền đâu mà bán sớm chùa. Giả lại tao cũng không có cần vật chất để bán đi tinh thần của bà con. Đúng rồi nội, em thấy người thân đau bệnh, mấy đứa nhỏ học hành thi cử, bà con ai cũng kéo đến đây thắp nhang cầu nguyện. Rồi mọi người nói là ở đây linh thiêng lắm. Nội nè, bằng mọi giá nó phải giữ sớm chùa này nha. Tụi đừng có lo, quay về đi. Mặt tụi bay nhiều chuyện quá. Trời, lo nọ thôi, làm đủ dữ vậy. Đúng rồi. Vậy thôi tụi em về nha. Có gì hú. Đi. Nhớ hú nha nội. Nội về. Lâm Dông, cái này hộp sao làng à? Lý có mang trái cây cho mọi người ăn không ạ? Đương nhiên là có rồi. Trái cây sạch sẽ, được mùa lắm nha. Yeah. Có điều là khi mà tắt biên là muốn tắt thở luôn. Hay ha, vậy hay bộ. Mình à cứ tắt biên hoài hoài vậy à. Mình có trái cây mình ăn dài dài luôn với lại. Đó là mất dạy nha, ông trù tôi hả? Đúng không? Ê mày nhỏ mày hổn mà chỉ ai à? Cái gì? Ê ai hổn gì đây? Nói cho Lý biết. Tao quánh mày lượng. Thôi, đừng có cãi lộn nữa. Bây giờ muốn được ăn hay là muốn được cúng? Ăn thôi. Quê. Quê đi. Chợ giao với lại chợ gạo. Mãi đi. Nói chung là trái cây của chợ gạo Long Dâu á thơm ngon, mời bạn ăn đi. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn liền với lại. Ăn liền. Thắc khẩu vậy chứ mà thương nhau lắm. Tôi biết là thời gian qua mọi thứ đều khó khăn. Mọi thứ khó khăn đó đã vượt qua được thì cho qua luôn đi. Đúng rồi, qua thì cho nó qua đi. Kỷ niệm thôi. Chợ mới đứng lên. Dạ. Ý tôi nói là chợ mới đã vượt qua được, đứng lên được. Không hiểu ý nhau. Vượt qua được, đứng lên. Thôi đi. Dạ. Chính vì vậy mà tôi muốn cảm ơn ông nội, cảm ơn mọi người ở đây cùng vượt qua. Ông Sói, không phải là ông nội về đây để giúp mọi người hả? Bây giờ giúp xong rồi, đi đi, ở lại làm gì? Không được, ông nội còn nặng nợ với chợ mới lắm. Hay à, theo như ngộ nghĩ á, không phải là nặng nợ chợ mới đâu, mà là nặng nợ là sấm chùa đó. Ê, cái sấm chùa đó cũ mềm có gì đâu nặng nợ. Bị điên rồi. Ăn rau lít lú rồi hả? Bán hết con chợ rau không biết mua được chút xíu của cái xóm chùa này không? Đúng rồi. Nói vậy, ông nội ở lại đây là có ý đồ. Ý mày là sao? Tao nói cho mày biết, tất cả mọi người ở cái xóm chùa này đều biết trong sổ đỏ có tên của ông nội. Và tên của ông nội cũng có trong danh sách những người sở hữu chợ mới. Ông nội muốn gạch tên thằng nào đều được hết. Đâu dễ gì mua chợ mới. Bởi vì ai có đủ tiền để mà mua cả cái xóm chùa của ông nội. Nói gì đâu có được ông Sói. Máu thằng Chi Cá này cũng đổ, công em cũng góp, tiền em mang về cho chợ mới cũng không ít. Tất cả những gì ông nội làm được, thằng Chi Cá này cũng làm được. Đừng có đối xử bất công với em như vậy. Mày im đi. Anh nói gì em vậy? Tao nói mày im đi, mày nói nhiều quá đó. Anh muốn cái gì? Muốn cùng trật tự. Ngồi xuống. Ở đây là xã đoàn chứ không phải ở ngoài chợ. Di Cá, để anh nói cho mày nghe, mày không có thể nào ngồi ngang hàng với ông nội được đâu. Bộ mày bị hậu Covid rồi, lúc mày nhớ nhớ mày quên quên hả? Anh đang tự nói cho chính mình hả anh Bảy? Trí nhớ tao còn tốt lắm, có mày quên nhiều quá đó. Nếu mà tính về quyền lợi, giàu gì tao cũng phải đứng trước mày một bước. Tao còn chưa lên tiếng nữa, mày nói nhiều quá. Mày cần tao kể cho mày nghe không? Gì cả mày làm gì vậy hả? Đang hợp vui tranh giành quyền lợi. Nói cho mấy lì biết, nếu xét dạy dễ ngộ hơn hai lì rất nhiều. Tuổi ngộ cao mà đúng không? Ngộ chỉ xếp xong loại thôi. Cái gì vậy ông nội? Không đúng ông nội. Gì vậy? Trời ơi, ông nội đây nè chú.
Ê, mày làm gì mà cái miệng lớn, tao đứng ngoài đó còn nghe hai giọng thôi. Không phải à, tại vì à, tính của Ngộ à, hào sản á, nên là đôi khi ăn nó bị sẵn sẵn vậy đó. Ủa sao chú ngồi ghế của tôi à? Gì? Chỗ này là chỗ của tôi. Chỗ của ông nội là ở đây, ngồi kế bên ông sói. Thôi, tôi thích ngồi cái ghế cũ của tôi hơn. Không phải à, hồi trước á là ông nội ngồi đây, nhưng mà bây giờ là ngồi đó là xếp ngang với ông sói đó. Thôi đừng có giỡn mà, trả tôi đi mà. Bị hậu Covid. Quên, lộn. Xuất. Biết rồi. Quên, lộn. Sao? Chuẩn bị đám dỗ chị Đại tới đâu rồi? Dạ, mọi chuyện em đã lo chu toàn. Tới ngày đám dỗ, anh em chỉ việc tới thắp nhang thôi. Tốt lắm, tất cả phải được tươm tất nha. Sau khi đám dỗ chị Đại xong, ông nội nên kêu thợ tới sơn chùa lại cho mới. Sơn làm cái gì ông sói ơi? Thời buổi giờ ai thèm tới đó nữa. Người ta có ở là ở chung cư cao tầng, có hồ bơi, có khuôn viên thoáng mát. Ai mà thèm tới ba cái khu ổ chuột đó làm cái gì? Ông nội, theo những dĩ cá này á, ông nội đập bỏ cái chùa đi. Nếu cảm thấy không ổn, đập luôn cái xóm chùa. Còn nè, thấy mình lớn tuổi rồi, không đủ khả năng để quản lý á, giao cái xóm chùa lại cho thằng dĩ cá này, tôi giải quyết cho. Xóm chùa là nhà của tao. Trong xóm chùa có ngôi chùa mà hàng ngày tao thắp nhang cầu bình an cho chợ mới. À, tao có cầu buôn may bán đắt cho cái chợ cá của mày đó. Thằng Di Cá này chỉ muốn giúp ông nội thôi. Tại sao không để nó giúp? Mày giúp con khỉ khô. Mày giúp người kêu đập chùa, đập nguyên cái xóm chùa. Ông nội đừng có tin lời của nó. Bây giờ ông nội giao cái xóm chùa lại cho tôi đi. Tôi về đó, tôi dạy cho tụi nhỏ quýnh giỏ nè, múa lân nè, múa rồng nè. Xong tôi sơn phết lại căn chùa đó ngon lành luôn. Thiệt, tôi hứa. Mày đặt hứa nữa chứ. Ai giao cho mà hứa? Ơi làm gì ba cái chuyện là không công, không có thu nhập, không có lợi cái gì hết. Thì đưa đám nhỏ học mua lần, có gia tiền không? Giao cho Ngộ đi, Ngộ có những kế hoạch, Ngộ sẽ đầu tư, Ngộ sẽ mang lợi nhuận về cho xã đoàn chợ mới của mình. Ông làm cái gì? Thì dành trước đi rồi từ từ tính. Người đập, người xây, người sơn phết, người tính. Đây tính liền luôn cho. Nội, nội thương em đúng không? Tin tưởng em đúng không? Giao xóm chùa lại cho em. Em gắn đèn tím, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Kéo chị em lại nhảy quậy tưng bừng lên. Nguyên cái xóm chùa nổi tiếng, ai cũng biết kéo bày múa hát ca. Trời ơi, bị điên là cái chùa của người ta. Tất cả dừng lại đi. Trước đây mọi việc khó khăn, tất cả mọi người đều đồng lòng chung sức, tôi vui lắm. Bây giờ mọi việc bắt đầu ổn thỏa thì mọi người lại quay lại trở mặt nhau. Trong khi mọi người lo làm giàu thì ông nội đây bỏ tiền bỏ sức ra giúp bà con chợ mới. Ông nội được bà con ở đây yêu thương kính trọng, không phải gì có quyền lợi hơn mọi người ở đây. Mỹ Ga, chú 12, Quỳ Cá, bà Quang, tất cả xin lỗi ông nội. Dạ thôi được rồi, mấy chú này giỡn mà, bỏ qua anh sói. Đúng rồi. Hồi nãy là lúc cao trào lên á, rồi anh em hưng phấn lên mới nói giỡn vui thôi chứ không có ý gì hết. Bỏ qua ông nội ha. Bỏ qua. Giỡn vui mà. Xí xóa. Ok, xin lỗi thì xin lỗi. Nhưng mà nè, những gì thằng Di Cá nói là thiệt. Trời ơi. Mấy anh đẹp trai nó hơi bị khùng quá. Không sao đâu, để em đi theo. Xin lỗi ông sói, xin lỗi ông nội nha. Để em theo nó. Nhanh. Tiếp đi. Thằng Di Cá này, nó lên được một bậc rồi đó. Hồi nãy nó vẫn còn giỡn,
Còn đi giỡn ngay dễ sợ, giờ bà Hoàng cũng giỡn luôn. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, nó giỡn mà tôi hết hồn quá. Hai giờ nó giỡn. Mọi người đến đây á, để đầu quyền lợi, mà cũng chỉ vì nó bỏ đi hết. Đang vui lại nói chuyện cái căng trở lại luôn mà. Giỡn thôi mà, cái gì đâu đúng không? Anh Yeon-seo. Chào nội. Tới rồi. Được rồi, cảm ơn, hãy đứng ngồi xuống đi con. Dạ, mời nội. Wow, dạo này chú bảnh quá chú. Nội ngồi nha. Vô đây ngồi cái bớt quạo liền ha. Trời, vô đây là cảm thấy con người nó thanh thản nhẹ nhàng liền. Thôi đi đừng có xao xao. Dạ. Mắc gì hẹn tôi ra đây? Tới spa phải làm spa làm gì trời. Hệ thống thẩm mỹ viện Seoul Spa này á nha, là thẩm mỹ viện hàng đầu của Việt Nam. Tới đây làm đẹp là đáp ứng hết tất cả cái sự đẹp của nội luôn. Tôi tới làm rồi. Tôi làm liệu trình laser trẻ hóa. Sao tới không nói em trơn vậy nội? Tôi không có nhu cầu đi với chú. Nội, đừng giận mà. Nội biết em rồi á. Em lấy cái xóm chùa để làm cái gì? Em làm vậy là để cho bẫy gà di cá. Đừng có lấy xóm chùa của nội nữa, nội hiểu không? Tin mày được không? Nội phải tin em. Tất cả cuộc sống của em mà có ảnh hưởng gì, em đều nhờ tới nội, nội nhớ không? Dẻo miệng quá. Dẻo gì? Tới đây nè, em nói nội nghe, từ xấu là thành đẹp, từ đẹp sẽ thành thiên nga, sẽ rực rỡ, da nội sẽ láng bóng liền. Mà đặc biệt ở đây nha, nó đáp ứng được cái sự riêng tư của nội luôn. Đã lắm. Hai đứa vô với ông nội nè. Nhanh lên coi. Dạ em mời nội vô à. Chịu quá đi. Chịu vô lẹ liền. Thương quá đi. Tao kêu mà mày chịu về, vậy mới lạ anh em chứ. Anh dừng lại. Ông nội, mày phải thông cảm tao. Tao giờ thân cô thế cô, đơn thương độc mã thân mình, nên tao phải tự bảo trọng long thể thôi. Không phải ai muốn đụng với tao đụng, đúng không? Bất dậy. Biết ai còn đánh? Ừ? Bạn tâm giao tri kỷ của tao. Tao nói cho mày biết, cả cuộc đời tao chỉ có một ông nội thôi. Ê, xin lỗi anh. Xin lỗi ông nội đi. Xin lỗi ông nội. Đó, mày theo. Tao lúc nào cũng coi mày là tri kỷ. Ừ? Mày muốn tao về đây thắp nhang. Ê, nhang thắp rồi. Giờ nhang thắp rồi, tới công chuyện của tao. Mày điên rồi hả? Mày điên hả tài co? Mày điên rồi. Mày làm cái gì vậy tài co? Cái gì vậy? Ui. Mày muốn tao về, tao nghe mày. Mày muốn tao thắp nhang, tao nghe mày. Còn mày coi đây là nhà của mày thì tao sẽ về đây hành nghề của tao.
Cái này là phần của mày. Nhi đã cho tao mượn địa điểm giao dịch. Điên quá. Mày điên rồi. Mày giận tao lắm. Tức tao lắm đúng không? Nhưng mà tao không dừng lại. Mày làm gì tao? Hả? À, hay là gọi điện thoại kêu công an bắt tao đi, đúng không? Sao? Mày gọi không? Không gọi tao gọi à? Alo, anh công an, anh công an. Anh tới chưa? À, thì em gọi anh báo án. Anh vô bắt em nha. Ờ. Chào ông nội. Chào anh Năm. Anh Năm, anh tới trễ quá, chờ anh muốn chết. Có người nói em buôn bán ma túy này. Hả? Anh Năm xử lý giùm em coi. Ai nói kỳ vậy? Là chuyện vậy anh Năm ơi. Em với ông nội đây là chỗ thân tình lâu lắm rồi. Thì ông nội kêu em về đây thắp nhang. Mà anh Năm biết rồi, em là cái thằng lúc nào cũng sống vì bạn bè, vì anh em. Anh biết mà. À, thì em có lòng đem mấy ký bột mì để làm bánh bao cúng. Gì đây ông nội? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bài vị linh thiêng mà ai để đây vậy ông nội hả? Nói chung vậy là anh Năm, có người vu oan cho em rồi muốn gọi điện báo công an. Ông nội à, chuyện cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Nể tôi bỏ qua đi. Ông nội lúc nào cũng dĩ hòa với quý mà, đúng không? Hay quá. Vậy là coi như xong, quay ha. Năm, yến tiệc chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mời anh. Chào ông nội tôi về. Chỉ là hiểu lầm thôi. Ông nội đừng suy nghĩ nhiều, giữ gìn sức khỏe nha. Giờ đây trên da là vết sẹo in hằn, luôn nhắc tôi về những chuyện buồn vui cũ ông một thời túng hoành. Phải có những lúc vấp ngã rồi đứng lên, mình mới biết còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Anh em ta vì nhau chẳng mưu cầu, dù mùa hội rơi hay là đổ máu, tình nghĩa mình đặt trên đời. Đời có lúc mình lúc nhục, mình chẳng thể nào bị khuất phục trước mọi thế lực, mình không được ngã gục. Kẻ thù cầm dao kề vào cổ, nhưng vì anh em ta cố, dù có nhắm mắt nằm dưới đáy mồ. Đời có người sống kề hẹn, mình sống làm sao không thèm với anh em. Đừng hái mắt trắng đen, trời nhiều sóng gió, đôi khi bao thế khó. Bạn ơi đừng lo, vì bên cạnh bạn luôn có tôi kề vai. Mày hay lắm tài có. Mày hù tao đúng không? Được, tao chờ xem mày còn dở trò gì. Thẩm mỹ viện seunspa.vn
hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam. Thẩm mỹ viện seunspa.vn tưng bừng cán mốc 50 chi nhánh toàn quốc. Cả cái quá trình làm phim á, Việt Hương phim này á, thì thức đêm rất là nhiều, tại nhiều cảnh đêm, hầu như là cảnh đêm, rồi ăn uống thức thường nữa. Nhưng mà cảm ơn CUNCBA đã giúp Hương rất là nhiều, rảnh thời gian nào là Hương chạy qua đây. À, cảm ơn em nữa, cái tay nó khéo lắm, làm tập thì đã lắm. Nó nâng cái cơ mặt mình lên sảng khoái, cả nhà nhìn đây là mặt mọc hoàn toàn, bé đang rửa, mà Hương không có một cái mụn nào luôn. Có nghĩa là không bít tắc lỗ chân lông, nhưng mà mình phải chịu khó mình chăm. Với lại theo cái phim á, thì cái tuổi của Hương với cái phim nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên là phải trẻ hơn, phải tươi, phải lúc nào cũng thanh xuân cũng phải tươi. Cảm ơn sư huynh sư ba rất là nhiều. I love you. Hành sự trên đời trời hiểu đất biết, làm sao trời thương đất tiếc. Chống lại ông đã em cắt tiếc, tình nghĩa đâu phải cho hề cho mày quăng miếng. Dù ai xuyên tạc bay chỉ thêm nhạc, nếu không tiếc mạng đùa với viên đạn từng là chiến làng. Chưa từng lùi tàn chiến căn huy hoàng, để lại di sản ông nội sao đoàn lão tương khải hoàng. Các ông sống như lương sân bạc, bước chân ngựa hoang kích thích siêu dù. Luôn tin tưởng như loài chim nhạn, chẳng màng thế sự, bạn chắc không hề muốn thua đâu. Để chơi này mà mày tồn tại vẫn luôn có tên, thì đừng có quên là ai tạo ra. Thế giới ngầm cho nên bày thế được, như hôm nay ông nội mày lập nên đạo già. Đầu đường đầu chờ chứ không chịu đầu hàng, bán gà bán cá không ái tình anh em. Lúc mày còn bé ông đã đứng đầu đàn, muốn lật ông thì hậu quả mày đoán xem. Đầu đường đầu chợ chứ không chịu đầu hàng, bán gà bán cá không ái tình anh em. Đồng cam cộng khổ cũng ngồi trên lầu vàng, một đời nghĩa tận xin đá tình anh em. Thời như cả chung ghê thì được vì tha, mắc dài mà cứ suy ra là chậm hết. An phận không nghỉ ngơi, nước cờ này chưa đi tới, ngay vô rất khó như giờ ông thắt kết. Kính trời trời cao thấy, kính đất đất luôn nghe, kính huynh đời sau thấy, kính đệ phần phước che. Không biết ăn năn tự cao thân phận, đạo lý chẳng cần là cây bất nhân, tâm cao bất nghĩa trời đã bất dung. Rampa, Rampa, Rampa. Hay là Seoul Center đã chăm sóc cho cái da rất là đẹp để thức đêm to đúng không? Cao hòa lại làm để đi phim. Cảm ơn rất nhiều. Trong bước đường đầu nơi khắc nghiệt, chưa một lần mày xông pha camera đất chiến. Mặt mày tái xanh khi thấy ông là tất nhiên. Xong do là chi khó khăn qua đi, khi đi ra mà đi. Ê chị lý chi khí kỳ cho người biết chị, vì dù trong chiến hay cống hiến, thay người trận một mình một mã chiến tuyến. Quá nhiều lần để tình đường các anh em huyết tiết, nghĩa tình là nghĩa tử sự thật tồn tại. Vì sau một mai nếu máu phải xin dù ra sau mãi kề nhau. Ông từng đối diện nhiều bất công, con người khoác lác càng trở nên ác ngông. Một khi xã hội bằng cùng sáng sinh công nào, giao quy đa phạm thì đừng nghĩ mày không sao. Bao điều trải qua thống trị được bản ngã, nếu một ngày nằm xuống phải cho đời bài học đắt giá. Tâm nghĩa kinh tài truyền kế từ ông băng qua, tâm vàng cà tiếng vàng xa. Đồng tiền cho nên quyền lực khi mày biết khiêm nhường và đổi nhân sự thế. Tiếng tâm trong vòng sẽ vang xa khi mày biết chiêm nghiệm khắc cốt với hai chơi tử tế. Đâu cần thiết phải thượng luôn mới là đại triệu phu, nghèo hèn biết sư sự thì ai là nhật phu. Có bản lĩnh bơi ngược dòng tất yếu là được khu, chúc lợi lộc mà băng đại danh tiếng vài xu. Kính trời trời cao thấy, kính đất đất luôn nghe, kính huynh đời sau thấy, kính đệ phần phước che. Không biết ăn năn tự cao thân phận, đạo lý chẳng cần là cây bất nhân, tâm cao bất nghĩa trời đã bất dung. Rapper, rapper.